buổi đêm là không có điện, nhưng mà mình lên đây ở thì mình cần làm việc ấy, nên là mình mua cho Linh Đồ một cái máy nổ luôn. Đáng lẽ mua, tại vì bây giờ thuê cái nhà nghỉ ấy là cũng là một ngày là 10 ngàn tương đương với là bao nhiêu tiền Việt Nam nhỉ, tầm vài trăm nghìn đấy, vài trăm nghìn có thể đến bao nhiêu tiền. Bây giờ để cái máy đây rồi dễ nói chuyện nha các bạn, chứ mình cầm mỏi tay quá tại vì máy này to đấy. Nếu mà mình đi thuê nhà nghỉ thì tầm 10.000 tiền ăn tiền uống. Mình đang đau họng, đau họng không phải Covid đâu, đau họng bị đờm tại vì do thời tiết lạnh quá đấy, không phải Covid đâu nha. Mình đi test rồi, đi test đàng hoàng rồi mới đi lên đây chứ, có giấy test thì mới đi qua được huyện này qua huyện kia. Thì hiện tại sao lại mình lại chọn cái nhà Linh Đồ là cái nơi mà mình ở để sinh hoạt trong vài ngày tới. Thì tại vì mình muốn mua cho Linh Đồ một cái máy nổ đấy, tiền cho Linh Đồ và tiền cho mình luôn. Linh Đồ ở một phòng thì như lúc nãy là mình nói, nếu mà thuê nhà nghỉ ngủ, tiền ăn nhà nghỉ không là một ngày là 10.000. 10.000 bên này là tương đương với bao nhiêu tiền? 7.000 là mười mấy đô. Nói chung là tầm tầm đâu đó 400 đến 500.000. Chưa tính tiền ăn. Tiền ăn thì một bữa ăn là 2.500 mà có hai người mình và Điệp. Thì buổi sáng thì ăn mì tôm, buổi trưa thì ăn buffet 5.000, buổi đêm thì ăn có ăn mì tôm rồi có ăn thịt bò với cơm của khách sạn thì cũng nói chung là cũng ngày mất 20.000, cũng 700-800 rồi. Mà 700-800 nghìn một ngày như thế thì rất là phí. Mà nhà thì có ở đây thì mình tính là nếu mà ở 10 ngày thì sẽ mất một cái máy nổ, một cái máy phát điện như mình mua cho Linh Đồ đây là 7.000.000 ấy. À làm gì đến nhỉ? Nói chung là cũng tầm tầm đâu đó là 5-6 triệu đấy, tính ra tiền Việt. Hiện tại đô là đô 6 mấy ấy. Đấy 69 hay 68 gì đấy. Thì 10 ngày là mất một cái máy phát điện rồi. Nên là mình mua một cái máy phát điện đến đây có thể dùng được công việc và cũng như là có thể ăn ngủ tại đây luôn đấy. Thì tội gì mà không mua một cái máy phát điện ở đây rồi sau cho Linh Đồ luôn thì nó tiền, chứ mình đi thuê nhà nghỉ như thế mất tiền oan này, mà mất tiền ở cái gì tiền ăn đấy. Ở đây thì rất là thoải mái và rộng rãi, mà nhà thì sạch sẽ đẹp, có bếp ga với gì ở đây, đồ ăn thì ở trên bàn này đây, đồ ăn thì ở trên bàn này đầy đủ, tất là tật từ A đến Z. Buổi sáng các bạn mới ngủ dậy thì sau một đêm tí là chọn sáng để ăn cơm trứng đây, đi đâu đây mua trứng về đúng luôn, đúng bài luôn, đi đâu mua trứng về ăn chưa? Chưa ăn luôn này. Trứng cũng có, cũng có trứng cả gà không, cũng có không trứng cả gà, trăm sợi, trăm sợi cái không có trứng cả gà không. Chứ còn cái tính đó thôi. Có đứng đẳng này, đứng đá ta. Tính đẳng, tính đẳng, tính đuối nhà bà thôi. À, dạ. Nó bình lên. Rồi, sao luôn đi đâu. Không phải gà nữa, gà chứ chứ, trong mùa đấy.
dế của Trung Quốc làm đó các bạn. Tướng gì mà lòng một nơi, lòng đỏ một nơi, lòng trắng một nơi. Thôi cũng ăn, không chết được đâu, cũng ăn đi thôi. Tí ăn sáng xong là đi về quê của bố lên Đồ nha, về thăm. Để thăm bố lên Đồ, ở đây 3 ngày rồi mà chưa đi thăm được. Gặp nhiều nhiều cho anh em ăn nó sướng này. Cái gì nhỉ? Quê của bố lên Đồ thì cũng xa, cách đâu đây cũng 50 cây gì đấy. Ở trong đường, đường rừng ấy, ai mà mấy lần đầu vào đó kiểu gì cũng làm. Chưa, trứng này mình cũng thích ăn lắm. Do là không có cái gì ăn nữa thì phải ăn cái này thôi. Hiện tại bây giờ là buổi sáng, anh em tôi ăn sáng xong rồi là sẽ đi đến nhà bố Linh Đồ nhá. Đồ thì có nhớ nhà nữa không? Có nhớ nhà. Dạ. Nhớ nhà bố ở mua nữa không? Có. Được, biết nhà. Bây giờ là không biết là bố Linh Đồ có ở nhà hay không, hay là đi làm rồi thì đến cái chỗ làm xem bố Linh Đồ có không. Nếu mà có đó thì sẽ chở bố Linh Đồ về nhà. Còn mà nơi chỗ làm đó mà không có thì chắc chắn là bố Linh Đồ ở nhà. Ok, hello, chào các bạn nha. Ok, hello, chào các bạn, mình tên Linh Đồ. Ok, hello, chào các bạn, mình là Đẹp nha. Ok, chào mọi người, con lúc của số Châu Phi. Video hôm nay là đi đến thăm bố Linh Đồ. Linh Đồ thì có nhớ nhà nữa không? Có, nhớ nhà. Dạ. Nhớ nhà bố ở mua nữa không? Có. Biết nhớ. Bây giờ là không biết là bố Linh Đồ có ở nhà hay không, hay là đi làm rồi thì đến cái chỗ làm xem bố Linh Đồ có không. Nếu mà có đó thì sẽ chở bố Linh Đồ về nhà. Còn mà nơi chỗ làm đó mà không có thì chắc chắn là bố Linh Đồ ở nhà. Thì ở đây 3 ngày rồi hề. Ba ngày rồi mà chưa đến thăm bố. Dạ. Bố mà gặp bố chưa chết. Bố chở Linh Đồ. Khác. Thằng này không đến thăm bố đấy. Đi thành phố về. Dạ. Đi thành phố về không đến thăm bố. Ê trời. Mình mua cho một bao gạo với là một thùng dầu ăn. Đấy, đến tặng làm quà. Làm quà bố Linh Đồ ở thành phố về. Cảm thành ơn. Phố về là phải oai. Cảm ơn. Cảm ơn. Đấy thì nhưng mà thầy mới nói là lên chỗ bố là mới mua bò à? Dạ. Bò ăn à? Không, bò nuôi. À bò nuôi à? Dạ. Tức là bò mua để ăn? Không. Bò nhỏ thôi. À. Để nuôi. Mày đẻ nhiều, mày nuôi nhiều bò, nhiều con bò. Dạ. Ê. Để nuôi. Dạ. Là mua bò để nuôi? Dạ. Một con mấy? 80.000. Mấy? 80.000. 80.000 à? Dạ. Ồ, 80.000 là... Như kiểu 2 triệu 500 quân, 2 triệu 500. 2 triệu 500 nghìn là tiền viết ạ. 100 đô đấy. Vâng. Đúng rồi. Thì con bò nhỏ à? Dạ, con nhỏ nhiều là cái xoay, cái xoay ăn là con thấy rồi. Thấy rồi. Bò ở quê đồ là cực rẻ luôn. Tại vì tất cả Angola là nguồn bò là ở đây mà. Ở Lubangu. Ở Lubangu ở đây là chuyên cung cấp bò đi thành phố. Đấy. Còn ở quê phải đi với Victor đi thì không có bò. Bò không có. Ở Lubangu này nhiều bò nhất. Mà rẻ nhất. Mà nếu mà ai mà kinh doanh thịt bò với gì thì toàn đi đến cái tỉnh của quê của Linh Đồ để mà mua bò đưa về Luanda thủ đô để bán. Đấy, bán lời gấp 4 gấp 5 lần luôn. Một con bò bán có thể lên đến 300.000. Yeah. Bò luôn đắt lắm. Thịt bò ấy đắt lắm. Đấy. Thật khổ đắt. Nhưng mà đi đường xa để lấy bò đấy các bạn ạ. Vận chuyển chi phí vận chuyển bò và đi thủ đô là rất là cao.
Ok, tí đến nhà bố lên đồ thì mình sẽ quay thêm cho bạn nha. Đến nhà bố lên đồ rồi nha các bạn. Nắng thật. Đây là mẹ đào. Vô đào có bỏ nha mọi người. Đến đây, anh đặt xuống đó. Bây giờ nào phải cho đủ cây. Bây giờ phôi. Bây giờ phôi. Boa chegada. Dạ. Dạ. Chết. Tudo bem, né? Tudo, né? Sim. Vai foi do Lubangu. Assim. Onde é que você vai? Chet. Chau, Anaíra. Chet. O que você vai fazer? Eu não vou lá. Eu 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 vou lá. E
Ah, chào anh nào mới nỉ đó. Chè. Cá. Chè. Bây giờ quay lại có luôn anh không? Ê. Em cũng nói bạn mới nói video qua cái điện thoại của chú rồi thấy. Oh. Ê. Ê. Bỏ đi đi thành phố rồi. Bỏ ôm. Ôm à? Ôm. Lúc bằng gua. Dạ dạ. Đi lúc bằng gua thành phố. Dạ. Tát duyên. Tát duyên. Cát. Phải bỏ đi rồi ta về. Dạ về. Đưa quà đến cho mẹ với bố. Bố ốm. Nó ở thành phố chữa bệnh. Nhưng mà ốm còn nặng không? Ốm gì? Không, không. Ủa đi đâu có xem tên là chứ mà. Ủa đi cái xe là gì? Ê dê. Ê. Ở cũng có. À, tay. Đau tay à? Đau tay. Đau tay. Dạ. Ủa cũng có. Dạ, em sẽ lý số vay vé tu đu phí cà bên. Cumprimenta. Cumprimenta. Ya, ora mau ke bay la dua malipi. Ka. Bay familia mai. Ya, cek mai. Ya, patru bay. Ya. Ding, depoi bay ba Vika ja. Mau bay. Ya, ya. Bukan dalam nah coba New York sampai lah nahana nah. Ya. Ya. Cek. Cek, depoi bay. Ya. Bay. Ya. 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 Kawe. Cek mai. Ate, kalau nak jauh ya cepat pulihkan lagi. Ya. Dah, fikir banyak. Ya, bang. Ya, cek. Cek. Ya. Okay, các bạn. Thì bố Linh Đồ là đau tay. Đau tay hiện tại đang còn ở bệnh viện Lubangku là ở cách đây tầm 120 cây số. Đi mua thuốc à? Dạ, mua thuốc. Mua thuốc đau tay. Dạ. Thì không ở nhà. Thì có mẹ với là anh em con. Dạ. Dạ. Đi đến đưa ít quà thôi, một cái bao gạo với là một thùng dầu ăn đấy. Thì thôi nói chuyện qua như kiểu đến thăm cho có thôi. Thì bố không ở nhà cũng ngại, mà mẹ này là mẹ đầu. Thế ở đây không phải mẹ của Lindo. Không. Vợ là vợ vợ đầu của bố. Vâng. Vợ đầu của bố chứ đây không phải mẹ Lindo. Thì cũng chào hỏi gì một tí như thế thôi. Đấy, vợ bố Lindo 7 vợ mà. Dạ dạ dạ. 80 con mà. Ok thì có 27 tuổi, 27 tuổi. Gần một con vợ. À, 27 tuổi mẹ có một con một vợ. Dạ. Dư rằng mà chơi dư phải liên thông, một đó. Năm là một một con. Dạ. Đấy, một năm một con. Đó. 10 năm là 10 con thôi. Đúng. Hả? 10 năm 10 con đúng rồi. Ừ. Đúng rồi. Nhưng mà mấy vợ? Một thôi. Một vợ thì sao mà đẻ được 10 con? À, được đó. Được à? Được. Ui giời, Lindo mà đẻ 10 con ra thì Lindo chết đói luôn. Không, không đẻ 10 con. À, không đẻ 10 con à? Đẻ mấy con? 5 con thôi. À, 5 con à? Ok, yeah. 5 con là được đấy. Yeah. Ở Việt Nam là 3 đến 4 là nhiều đấy. Yeah. 4 là nhiều. 3 thì bình thường. Dạ, nhưng mà không biết vợ muốn 5 con, ai muốn thêm. Oh trời. Linh Đồ muốn 5 con. Thế thì nhưng chết đói. Khi nào nghe vợ cay nữa đó. Không, không, ít quá, ít thế, quá. Thế thì chết đói. Chết đói. Thế bây giờ đi ra lại nha các bạn. Đi vô đây, đi trong rừng, trong rừng. Nói chung là bố Linh Đồ, cái làng này ở trong rừng. Đấy, không biết là ngày xưa như thế nào. Nhưng mà hầu hết là đi trong rừng. Đi đường rừng tầm 30 cây đến 40 cây
mất tầm 20 phút. Đường cũng khó đi. Ok, thì video này đến thăm bố Linh Đồ nhá. Và hẹn các bạn tập sau nhá. Thì các bạn thấy cái series đến nhà thăm, quay trở lại thăm quê của Linh Đồ đấy, thấy hay hay không thì các bạn có thể comment cho mình biết. Và nhớ là like video và đăng ký kênh Quang Linh Vlog của Sửa Cho Phi nha. Chào các bạn nha. Yeah. Như bây giờ đi ra đây thì mệt rồi, đi vô sâu như thế này. Yeah.